Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Sáng mấy anh em đi đẩy côn nha bạn. Thì mùa này nước nó cũng đang giật dữ lắm rồi. Mấy anh em dò được một cái điểm này, người ta mới chụp con miếng các bạn ơi. Xung quanh cũng còn gốc gạ, nhưng mà gạ thưa. Ở đây là hình như chắc chưa có ai đẩy luôn á. Tại khúc này bờ cũng cao. Bờ cao này ba anh em mới kéo cái vỏ vô cũng xỉn luôn. Kéo ngang cái bờ đó luôn. Không thấy cái mồi bên đây ngon á. Chưa có người đẩy là im à. Cá lóc mới không. Đó trong đó có mấy miếng người ta chụp rồi. Miếng này thì chưa chụp. Giờ mấy anh em chuẩn bị gắp cái dàn côn vô mình đẩy á mà. Mấy miếng mới này, mới mông còn cá lóc nhiều. Cô cũ rồi bị lụm hết trơn. Tháng này nước nó giật rồi bạn ơi. Năm nay thấy nước giật sớm không? Anh em chắc đẩy được chiến hai chiến nữa rồi cũng hết rồi, hết mùa rồi. Bên đây ít có chục quá ha. Miếng bờ đây gã đất mềm. Đúng không? Đúng. Chưa chục mà đất lúng là ok là có cá nó chuối rồi bạn. Có khi nhiều miếng mà đất chưa chục nó gã nó còn mọc quá. Đất nó cứng á. Đất nó cứng thì cá nó ít chuối lắm. Để tới cái đi, để tới để tới gì cho nó nhẹ cọng dây ra. Mấy anh em mới lắp xong nha các bạn. Giờ mình đẩy dài ra cái miếng đất chục á. Đất này nó mới cho vịt ăn hay gì á. Nó thấy còn đục. Rồi. Miếng này lúng dữ hả? Cái rô. Chuối rồi lên sừng
Nó hình lên cái này cứ vô. Ngoài đó cũng có rô. Rô quá. Đất ở bên đây nó sình nhiều ha, sình cháo. Đó, thỉnh. Phải không? Đắp lên mềm xong rồi nó chúi lên lên thỉnh. Đó, cái rô không à? Chúi lên thỉnh. Cái rô, tìm cái rô. Thấy không? Lúc cái thỉnh hay nào, lúc mà thả dưới. Bỏ tìm. Ngay giờ đó, ngay đó. Clock hả? Bởi vì tìm lên quá trời tìm lên rồi. Tìm chà bá lửa. Phải không? Chạy lên. Chưa nè. Xinh quá xinh. Mới đụng lên không kìa. Đây. Đã nha. Được rồi. Bỏ thùng luôn. Mở hàng con cá lóc nha các bạn. Nãy giờ mấy cái rô không à. Mấy này cái rô nhiều không? Cái rô này mới đã. Mấy cái rô bự. Cá con thông cũng bự hơn cái này nữa. Tìm trong đó, tìm tốt trong nó cá rô quá. Đường lửa chẳng hết cái đường nè. Đất chỉ lèo eo không. Xèo hả? Đất lên sừng dưới này. Cái nó nhỏ. Chúi liên tục cá rô không? Rô nữa.
Phải, phải chứ. Phải chứ. Xinh quá cháu. Cháu quá bóp. Nghe nghe. Đó đó, sắp tới. Ừ. Mới lên tìm các bạn ơi. Đấy, chuối lớn ở đây này. Cái lóc nữa sư phụ ơi. Lóc nữa hả? Lóc nữa. Cái chú bự phải xài nơm mới được. Chú mấy cây chuối lên xịn mạnh mạnh là cá lóc nha mà. Cầm trên tay rồi dãy đi. Sướng à. Đấy nha. Cá vô cũng bự. Hai em. Đang gốc gà lấy nôm ngay gốc gà nè. Thôi nhỏ mà. Nhỏ. Lên xịn. Lên xịn bự quá. Có một cái ủng một cái á, mấy cá lóc. Nôm. Nẹo ơi. Nẹo. Cái tiêu mặt rồi. Vậy chứ chỉ người ta biết đâu. Không được lắm. Anh nôm lên cái lưng đó đó. Nó tìm cỡ đó là mới có cá lóc chứ. Tìm nhỏ nhỏ tầng rô thôi. Nên cái lưng mà nó không chạy ra. Dính đó luôn mà chạy gì nữa. Đè nó xuống thì sao nó chạy được. Bự quá nhỏ. Đó. Rô quá. Lóc. Lóc hả? Lóc. Ờ thêm vậy thì cá lóc ta. Nè. Cái bác cá lóc nhỏ nên anh đem bác cá bự thôi. Bên nào cá gơ nè, cá lóc. Tên bựng bựng đó. Đắt nghèo. Thấy tìm lớn hay không? Tìm bự đó. Đó. Cá lóc. Gì? Cá lóc. Bự không? Được. Có bự anh đang này, Sướng rồi. Vô. Chào lên trên hả? Chào lên trên luôn. Đâu. Vậy là miếng này cát nguyên. Wow. Đấy hả? Vô. Vậy mà đã. Vậy mà đã. Miếng này cá lóc ngon nha các bạn. Lóc nãy giờ cũng trọng trọng không nha. Mấy con bự rồi. Bự có, nhỏ có. Cá bự giống anh đen chứ. Lóc này nhỏ rồi sao? Không phải đâu. Không có lên sình. Thank you.
Cái miếng mới mới gì chưa có người đẩy rồi mới còn cá lóc nhiều. Rồi. Rô nãy giờ cũng bộn rồi. Đó. Rồi ok. Lên tim lèn hết trơn kìa, đây thế nào không? Trời ơi, trước kìa. Nhóc bây giờ nghe bậy luôn thì gì rồi. Nghe đời cá rô rồi. Trời ơi, đi cho bá vô con cá lớn à. Cái này vô rồi. Vô nè. Cá bốn lên tim nó lên. Tim nhỏ mà nó không có lên sình gì đâu mà cá con mà lơ tim như cái chân này. Đó nè, 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 nè. Hai cái luôn á. Hai cái nữa nè. Cá rô quá à. Đó còn tim cuối nữa đi. Vậy đó, cái tìm lớn, tìm lớn. Đó, cá khủng này. Đó. Đó. Cái gì? Lóc. Lóc nữa hả? Miếng đất này gì? Im nha. Miếng này không thấy cà phê, cá lóc, cá rô không à? Bự không không? Cũng được, cả con nãy. Im ta. Đó. Thôi. Đây à. Cá này. Ông này. Ông bành. Không đâu à? Khúc à? Rồi nha. Nãy giờ 4-5 con cá lóc này nha, 5 con rồi đó. 5-6 con luôn rồi chứ. Tim lớn nè, tim lớn nè, tim lớn nè. Gió nổi lên rồi đó. Nghe nói bão tới gì các bạn. Bão ở đâu á? Bão đổ bộ vô gì ảnh hưởng gì. Mấy anh em chắc thể ngày mai hoặc là ngày mốt về mấy anh em đi trải nghiệm xong nha các bạn. Nhà mình đi trong sông có để có bão có ấy này kia thì cũng không đánh nổi. Tim lớn hay đang? Tim bự. Còn mất cái gì đây? Bên này không có cá phi à? Ê, cái lóc nữa sư phụ ơi. Lóc hả? Lóc nữa. Bên này chú bự được cái lóc. Không phải như bên kia cá phi với cá chê rồi. Sướng nha. Bự không? Không biết wow. Bằng không? Ôi. Không biết bằng không? Đãi nha, đãi nha. Vô. Không biết bằng con sông không biết nữa. Vô rồi. Ở đây mà có cá nửa ký nó phình cái tim cái nôm bắt mới sướng hết ta.
Nó sướng tài dữ à. Anh ở kia là anh tìm một cái sắc màu. Con rút cái hình nó từ bên đây mình chạy qua bên kia đi. Quá là sợ cây chưa, cây chọt rồi. Mày mới đẩy. Ê, cái bự. Chạy luôn. Chạy đâu chạy. Rồi gì nó sướng ha. Nó ngu à. Đây anh tìm nữa nè. Đây anh tìm nè thôi mày. Túc lên ngay trước. Thôi đi đi, lạc dấu rồi. Tìm nữa nhỏ nhỏ nhóc kia nè. Lên sình nè. Rồi con xong. Đó. Dữ lắm Thông ơi, nôm Thông ơi. Rồi tìm đó, còn đó. Rồi, lụm. Đó, thấy không? Thấy cái tim dữ lắm mà phình lên cái mà. Phi. Phi hả? Trời ơi, trời. Trời. Tưởng lóc nữa chứ. Nhắc nữa đó, không có phi, giờ phi ha. Có. Đi xuống đảo quậy không? Thôi. Đảo ở trên lụm được chưa, đặt lên luôn. Cái gì nó lên cái tim của bình, tưởng đâu có lóc nữa chứ. Tưởng đâu phật. Nãy chúng nó vậy, nó chạy đảo lên. Nãy giờ nhắc không có cà phê, nó lên cà phê rồi đó. Nãy giờ nhắc. Đẩy ngang cái nó, đẩy ngang cái nó xèo nó nổi. Tìm lên nhóc cái chân. Cá được bự. Con rô con không à. Vô nữa rồi. Phi nữa rồi, thấy cái tim cũng dữ lắm nè. Cái tim chà bá đó không biết cái gì đây. Như cái lóc Thông ơi. Không phải cái phi đâu Thông ơi. Đó. Nãy đâu, được con cái phi đó. Không phải cái phi Thông ơi. Được không? Được. Ôi, bự luôn. Được. Ngon lành. Con này hơi ốm nè. Cái nuôi nghề nào đó là mập. Thấy cái ốm có mập chứ. Mấy con nó chắc bị dính xịt quá. À, thấy dài nhằn luôn à. Hơi ốm. Rồi à, nãy giờ 60 con cá lóc, 7-8 con gì nha. 7-8 con cá lóc rồi bạn. Nếu mà đây cũng ngon. Cá rô cũng nhiều. Quá trời tim.
đêm lên bựng bựng nha. Tìm đó mới toàn luôn á. Xịn quá xịn. Có một lớp nhão ở trên. Đó trời cái tim nè. Để Thông ơi. Đó, 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 nhôm đi. Còn ngay đó đó, ngay chỗ trống đó. Đó, 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 đó. Đen dính cái lóc nữa hả? Lóc này thôi. Ôi, ta thấy tim lên phửng 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 mà. Cái gì? Lóc. Lóc luôn. Nhỏ. Thấy bà con nhỏ rồi đó. Bốn con nhỏ. Thấy tim lên quá trời tim. Trong này nó có gió nè, không có bị gió đùa tim đâu. Cái lóc nó dưới tim nó còn hoài, nó còn bọt lên hoài à. Bọt bọt bọt, bọt nhâm nhâm lên nè. Tiền cuối đó. Rồ quá. Cái gục phi. Đang còn tim bình 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 rồi ha. Còn thiếu. Đó một cục xinh luôn á. Cá xíu. Cũng đông sình luôn rồi. Đó là lớn rồi. Phải có bự có nhỏ chứ lẽ nó chị thân cái. Nó đâu. Nó gì ăn muối tới tay luôn á. Đó tát ha. Cá nhỏ chứ bự đó. Chỗ nó sình cháo, nó chuối lên tim ghê. Nguyên cái cháo. Nãy giờ cá rô cũng nhiều nha các bạn. Rô hơi nhỏ nha. Tiếng ngọt, tiếng hông đúng không? Ừ, đây kìa, kìa, kìa. Đó, còn cá gì á? Cái gì á? Bệnh chưa tịch, bệnh chưa tịch. Mẹo phải tiêm cá lên rồi. Không có sình lên. Đó đen, lên sẵn cái bệnh. Cái lóc gì rồi? Đụng nhẹ nó cái không dám. Cái tim lớn không chịu. Chưa. Thấy mới vừa đụng nó đâu dám. Ý gì không có nôm tí xíu rồi chịch cái nó giọt nó tiêu rồi ha. Đấy, nhiều con nó lên tim bựng bựng bựng, nhiều con lên tim nhỏ cũng cá bự rồi. Chỗ đất cứng gì á. Mất tim vậy? Mất tim. Lên sình mà mất tim. Cái gô chạy. Mới vừa đụng nhẹ. Đây hả? Bây giờ cá lóc mày lại bởi vì cá rô chạy sợ chạy mãi rồi. Không, cá lóc xuống không chạy không? Mới giờ đụng. Tự nhiên cá rô lệnh cá lóc xuống. Không chạy. Nó nằm ở trên. Rô.
để đâu có lóc nữa nha, làm nó hình lên. Rồi. Rô quá. Nè. Kìa đụng. Rô. Nhỏ. Rồi chút xíu mà chuối cái lên xình. Mấy này cá rô giữ đỏ 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 quá trời. Con gì vậy? Còn lên tim mà không thấy rồi. Đây. Trời ơi, nằm tới đất cứng luôn á. Lúc dư hả? Rô. Chú cỡ đó mà nó rô kìa. Phải rồi, cái rô ba lớn này nó chú gì phải rồi, rô bự mà. Rồi, mấy anh em vòng vô luôn các bạn ơi. Đây có hai miếng đất chục nè. Nãy giờ làm ý là chục có hai miếng mà nãy giờ có lóc nhóc ha. Ngày nguyên khu này mà nó chục ra đẩy đã luôn. Nãy giờ cá lóc lớn nhỏ gần cả chục con các bạn. Cá rô chưa tính nữa. Rồi. Mấy anh em đẩy dài vô nha các bạn. Rồi mấy anh em đẩy vô rồi các bạn ơi. Rồi trời có gió lên này. Nãy giờ cũng bộn rồi. Rồi mấy anh em tháo côn. Mấy anh em chạy về nha các bạn. Gió lên thì nó hơi lăng tăng sóng khó thấy tim. Rồi mấy anh em về tới nhà các bạn ơi. Em đổ cá ra. Cái này ngon nha các bạn. Này trúng luôn. Gần cuối mùa làm hai chiến nữa cũng hết tẩy được rồi. Cũng dẹp càng con được hả? Này được gần cả chục con cá lóc nữa rồi. 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp, 6 cặp. 11 con, 12 con. 12 cá lóc nè. Lớn nhỏ. Lớn nhỏ. Cá rô, có mấy cá rô cũng bự bự không các bạn? Mấy cá này thả nè. Mấy cá nhỏ thả nè. Nhỏ thả mùng nó luôn. Cá này mập quá. Ừ. Mấy cái con vừa mấy cái lớn nữa. Ừ. Mấy cá nhỏ nhỏ thì mình thả mùng lại nha các bạn. Lỗi lại ăn chít ít cá để chiều kho ăn thôi. Đâu mà cái rô đâu bệnh lớn lớn dữ vậy chứ. Nó chịu bắt thì dữ lắm. Cái đó mà đặt lú mấy chục thì đặt lú cái bể ai luôn. Rồi. Quá hôm nay để con quá ok luôn. Đúng rồi hả, đây. Thôi. Video đi để con của mấy anh em. Đến đây chắc cũng xin kết thúc. Và xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Vô mánh rồi.